Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Phan Văn Giang vội vã gặp Ngụy Phượng Hòa nhằm ý đồ gì. Từ xưa đến nay, quan võ thường có chủ chiến và ít khi chấp nhận cúi đầu trước giặc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ thời Lê Đức Anh đến nay thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam thường chủ hòa và quân đội Việt Nam thời này cũng yếu hơn và quân đội cũng thường hướng theo hướng làm kinh tế thay vì luyện tập trò thiện chiến. Đã nhiều năm nay khi làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khó có cơ hội nào vào tứ trụ. Vì thế nếu ông Phan Văn Giang ý thức được điều đó, ắt ông ta cũng sẽ tính cho mình nước cờ khác khả dĩ hơn. Phạm Minh Chính đã lên ghế Thủ tướng đầy quyền lực bằng cách xây dựng mối quan hệ thân thuộc với Trung Quốc. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng là một trường hợp để cho ông Phan Văn Giang phải học tập. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang và ông Ngụy Phượng Hòa bắt tay nhau. Được biết vào chiều ngày 24 tháng 4, ông Phan Văn Giang đã dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam dự giao lưu từ thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc trở về nước. Sau đó, tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, ông Phan Văn Giang đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc làm trưởng đoàn. Hai ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng cắt băng khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Đây là dấu ấn kết giao giữa Phan Văn Giang và Ngụy Phượng Hòa. Và muốn ngả về Trung Quốc thì tất nhiên thì phải có công trình gì đó làm kỷ niệm. Và nếu trong công trình đó phía Việt Nam ngoan ngoãn nhượng bộ thì ông Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ ghi điểm. Qua hành động này thì thấy rằng ông Phan Văn Giang cũng rất nhanh nhạy trong trò chơi quyền lực như cung đình ở Đảng Cộng sản Việt Nam. Và câu hỏi đặt ra là liệu ông Phan Văn Giang có tạo được khác biệt hay không? Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước Việt Nam và Trung Quốc luôn được duy trì. Thời ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nào cũng muốn tạo quan hệ tốt đẹp với người đồng cấp phía Trung Quốc. Tuy nhiên, các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng không có thế mạnh trên chính trường bởi nhánh quân đội Trung Quốc không thể can thiệp sâu vào chính trường Việt Nam. Không biết với cái bắt tay thật sớm với ông Ngụy Phượng Hòa có dẫn ông Phan Văn Giang đến với những cái bắt tay cao hơn hay không. Nếu không làm điều gì đó khác biệt so với những bộ trưởng tiền nhiệm thì ông Phan Văn Giang khó mà tiến xa hơn trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Việt Nam và Trung Quốc có đường biên giới hơn 1.400 km. Chỉ cần rời cột mốc biên giới một số chỗ thì phần diện tích mất đất mất đi của Việt Nam cũng rất đáng kể. Nếu dùng miếng mồi cắm mốc biên giới tạo dựng quan hệ thì đó là công cụ lợi hại. Được biết, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đã nhấn mạnh với Ngụy Phượng Hòa là Việt Nam và Trung Quốc cùng chung đường biên giới dài và Trung Quốc là hai nước láng giềng với nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Giang và ông Ngụy Phượng Hòa bắt tay nhau trước cột mốc chủ quyền 1317 thuộc địa bàn xã Hoàng Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ông Phan Văn Giang tuy là tướng võ đi lên từ Tổng tham mưu trưởng nhưng ông ta giống nhà ngoại giao hơn là tướng võ. Cũng như bao ông bộ trưởng khác, ông Giang vẫn đặt quan hệ hữu nghị láng giềng kiểu như 16 chữ vàng và 4 tốt lên đầu để thờ. Và ông Giang khẳng định đây là chủ trương nhất quán và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như chính sách đối ngoại quốc phòng của Việt Nam và của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông Phan Văn Giang với cương vị đứng đầu của Bộ Quốc phòng Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên có cuộc hội đàm với một người đồng cấp Trung Quốc là Ngụy Phượng Hòa tại tỉnh Quảng Tây. Vào hôm 24 tháng 4, báo Quân đội Nhân dân cho biết cuộc hội đàm nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung thường niên lần thứ 6. Và dư luận cho rằng ông Phan Văn Giang vẫn nhu chứ không bao giờ dám cương. Tại cuộc gặp, ông Giang và ông Ngụy Phượng Hòa khẳng định rằng mặc dù có những thăng trầm nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Và hai nước Việt Trung đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định. Trước đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã quật ngã được tướng Lương Cường để ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng là bởi ông Giang dường như đã đăng nổ ủng hộ tư tưởng nhường nhịn của ông Nguyễn Phú Trọng đối với Trung Quốc. Bản thân ông Lương Cường cũng ủng hộ tư tưởng đó của ông Trọng. Nhưng cuối cùng, ông Trọng đã chọn Phan Văn Giang để qua đó ông Trọng có thể điều khiển được những tướng võ
được cho là loại cứng đầu dưới tướng của ông Phan Văn Giang. Từ xưa tới nay, từ thời vua cho tới thời tổng bí thư ngày nay, đều ngán nhất là những ông tướng võ ngang bướng. Hầu hết là tướng văn làm công tác chính ủy thì luôn nhu nhược, nhưng tướng võ thì không phải ai cũng nhu nhược. Đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng cần Phan Văn Giang chứ không cần Lương Cường. Và hôm nay ông Phan Văn Giang tiến thêm một bước nữa trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của ông Nguyễn Phú Trọng lẫn phía thế lực Trung Quốc khi ông nhiệt liệt tán đồng quan điểm tình hình biên giới trên đất liền giữa hai nước Việt Trung đã giữ được ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển. Đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới cũng như trật tự an toàn khu vực biên giới được giữ vững. Báo Tiền Phong cũng dẫn lời ông Phan Văn Giang cho rằng là nền tảng xây dựng và củng cố sự tin cậy chính trị giữa hai nước, phản bác những luận điệu xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng khu vực biên giới hai bên hòa bình, hợp tác và cùng phát triển. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Giang đón Ngụy Phượng Hòa bằng thảm đỏ như đón nguyên thủ quốc gia. Hiện chưa rõ liệu ông tướng Phan Văn Giang có đề cập đến tình trạng căng thẳng ở đá ba đầu đang tiếp diễn trong cuộc gặp với ông Ngụy Phượng Hòa hay không. Vào hồi cuối tháng 3, trước thời điểm ông Giang chính thức nhận ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, báo Thanh Tra dẫn phát ngôn của ông này như sau. Vẫn đang có những diễn biến căng thẳng, phức tạp, đặt ra thách thức mới về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, vì đang có sự tranh chấp giữa các nước có liên quan. Lúc đó, ông Giang có nói rằng, trong quá trình thực hiện thì có những cái chúng ta phải xử lý theo hình thức, tình hình thực tế. Lúc đó, câu nói này của ông làm giới phân tích của ông nói rằng ông là người cứng rắn hay mềm dẻo. Bởi vì tình hình thực tế nào cũng có hai cách giải quyết, là cứng rắn với phía Trung Quốc hay là nhường nhịn chấp nhận chịu thiệt để hạ nhiệt căng thẳng. Từ hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến nay, Việt Nam chưa bao giờ chứng kiến Đảng Cộng sản Việt Nam cứng rắn với phía Trung Quốc. Và người ta cũng nghĩ rằng với trường hợp ông Phan Văn Giang hiện nay thì cũng không hề ngoại lệ. Và trước khi lên làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Phan Văn Giang đã tỏ ra thuần phục với Bắc Kinh. Vào ngày 28 tháng 3 năm 2021, khi đó Quốc hội chưa bầu tân Thủ tướng và ông Phan Văn Giang chưa chính thức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì ông ta cũng đã tỏ ra thuần phục Trung Quốc trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị này trình bày nội dung về Biển Đông, diễn biến căng thẳng và thách thức bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi khi nói đến vấn đề Biển Đông là nói đến yếu tố Trung Quốc, mà yếu tố Trung Quốc ở đây không phải là để hợp tác làm ăn mà nói đến chủ quyền quốc gia. Trong hội nghị này, ông Giang nói rằng Đông Nam Á có vị trí chiến lược ngày càng quan trọng, là khu vực cạnh tranh giữa các cường quốc tiềm ẩn nhiều bất ổn. Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trên biển đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Đây là hình ảnh tướng Phan Văn Giang, một tướng võ nhưng lại chủ trương mềm dẻo với Trung Quốc, rất được lòng ông Nguyễn Phú Trọng và được lòng Trung Quốc. Ông Thượng tướng Phan Văn Giang nói rất nhiều, nào là môi trường chính trị, an ninh thế giới, khu vực dự báo tiếp tục có những điểm biến phức tạp, khó lường, nào là chủ nghĩa dân túy, dân tộc cực đoan, thực dụng, cường quyền và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, nào là việc chạy đua vũ trang, không gian chiến lược mới đặt ra những thách thức mới đối với hòa bình, ổn định trên khu vực và thế giới, nhất là nước nhỏ đang phát triển. Tuy nhiên, dù có nói thật hay không, ông cũng không dám nói một từ nào đụng đến Trung Quốc. Tưởng rằng lời phát biểu đó là vô thưởng, vô phạt, nhưng không, lời phát biểu đó dường như đã lấy được lòng tình cảm của Bắc Kinh, và chỉ sau mới 3 tuần ngồi với chiếc ghế Bộ trưởng, ông Phan Văn Giang đã có cơ hội gặp người đồng cấp phía Trung Quốc để xây dựng mối quan hệ chính trị cho riêng mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2021 với bản tin Phan Văn Giang vội vã gặp Ngụy Phượng Hòa nhằm ý đồ gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.